try my soul. What am I starting at? Why do I feel like the one who writes? In bouncing her at fever bounce, where I should chase a legend. So go back anywhere or any place, with the silence making louder. We are the giants now of all, choosing the way with our songs. I'm always there, it's my office way. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh NBA Việt Nam Official, và chúng ta hãy cùng tiếp đến với những diễn biến của ngày thi đấu hôm nay. Trong khuôn khổ giải đấu NBA mùa xuân năm 2021, cặp đấu đầu tiên sẽ được diễn ra là cuộc đối đầu giữa OMG và WE. Đây là cặp đấu mà chúng ta có thể thấy sức mạnh của cả hai đội tuyển có cái sự phân hóa khá là rõ rệt. Đúng. OMG thì trong trận đấu vừa rồi họ chính thức là đánh bại cái đội đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở cái ngôi cuối bảng. Thì giờ thì chỉ còn Rockwell là đội duy nhất còn có một trận thắng thôi. Trong khi đó WE thì họ hiện tại đã có được 3 trận thắng kể từ sau khi giai đoạn nghỉ Tết vừa qua xong. Nghĩa là sau khi nghỉ Tết xong, hiện tại họ vẫn đang là đội bất bại. Đánh lên lắm, cảm giác sau khi giai đoạn mà nghỉ Tết âm lịch xong thì bên phía của WE họ đã mạnh thì nay càng mạnh hơn. Rồi, nhưng mà trước đó thì chúng ta hãy cùng điểm qua những cái cặp trận thi đấu ngày hôm qua. Rayton vẫn đang giữ được cái phong độ thi đấu cực kỳ xuất sắc của mình với chiến thắng là 2-0. Cùng chiến thắng 2-0 trước các thành viên của phía Rock Warrior đó chính là Suning. Nhưng mà cặp trận ngày hôm qua cũng là cái nhiều thứ để có thể đáng để có thể theo dõi. Ví dụ như là cái combo mà Rayo kết hợp cùng với Nocturne là một cái combo khá thú vị đến từ đội hình của phía Suning. Và nếu như các bạn nào đã bỏ lỡ trận thi đấu ngày hôm qua của phía Suning thì các bạn có thể coi lại rất nhiều những cái thú vị ở trong cặp trận đó. Rồi, còn bảng xếp hạng tổng thể thì chúng ta có thể thấy bắt đầu có một cái sự bứt phá rất là đáng gờm đối với bên phía của Royal Never Give Up. Với 11 trận thắng, họ mới chỉ gặp một cái thất bại duy nhất mà thôi. Đang bám sát khá là kỹ với bên phía của EDG. Họ đánh ít hơn một trận. Sau đó Rayton cũng đã vươn lên cho mình đó vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng bằng số điểm 9 trận thắng, đó chính là Fanblood. Hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ 4. Còn trong khi đó thì Suning với những chiến thắng liên tiếp thì hiện tại họ đang có được một cái vị trí khá an toàn trong vòng playoff. Vì cơ bản là họ có được 7 trận thắng rồi, chỉ cách những đội top trên như là Tiruli, Genome Gaming thì chỉ là một trận thôi. Trong khi đó, hai đội duy nhất hiện tại có 5 trận thắng thì cũng đã bắt đầu đánh đủ số trận của mình rồi. Một đội thì đã đánh 13 trận, một đội đã đánh đến 12 trận. Thì cơ hội của Victory Five với Bilibili Gaming đang dần dần khép lại. Do đại nước rút này thật sự là có nhiều chuyển biến gọi là tích cực dành cho Suning. Trong khi đó, quay trở lại với hai đội tuyển hiện tại thì WE, họ là một trong ba đội duy nhất còn có thể đối mặt với S1 Gaming là gồm Top Esports và Rayton. Nghĩa là đây là ba đội vẫn có thể có được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nếu họ thắng tất cả những trận còn lại. Tức nghĩa là giai đoạn chạy nước rút ở giai đoạn về sau của vòng bảng thì chúng ta sẽ thấy được rằng rất nhiều những cái cặp trận hay nó đáng mong chờ. Ví dụ như là trong cái cuối tuần này thì chúng ta sẽ có một vài những cái trận đấu nó tương đối là căng thẳng với cuộc gặp gỡ giữa ADG và Top Esports nè, Rayton với lại IG vào ngày thứ bảy. Rồi chủ nhật thì chúng ta có ba cặp trận rất đáng theo dõi, OMG với lại Li-Ning, Suning với lại WE. Đây là cái cặp trận khó khăn dành cho phía Suning. RNG đối đầu cùng với Jindong, những cái cuộc cạnh tranh trực tiếp những vị trí cao trên bảng xếp hạng á. Những đội tuyển đó họ sẽ gặp nhau ở những giai đoạn vòng bảng cuối cùng. Còn ngược trở lại nói chút xíu về Suning thì thành tích vừa qua, trong giai đoạn vừa qua là thành tích khá là tốt đối với Suning. Thật ra thì nó đến từ cái việc mà sắp xếp cái lịch thi đấu đó các bạn. Giai đoạn đầu của phía Suning thì họ gặp những cái đội tuyển mạnh, nhưng mà giai đoạn vừa rồi là họ gặp những đội tuyển mà kiểu dạng tầm trung với lại tầm yếu mà thôi. Nên cái việc mà thành tích của phía Suning có được cải thiện tôi nghĩ cũng khá đáng kể. Cặp trận của họ trong trận đấu sắp tới dứt trước các thành viên của phía WE mới chính là cái thử thách lớn nhất. Nhưng mà may mắn một cái là sau khi cặp trận đó thì họ cũng gặp những cái đối thủ mà nó không thực sự là được đánh giá cao nữa. Rồi chúng ta hãy cùng đến với một vài những cái sự thay đổi. Ở trong tuần thi đấu vừa rồi thì chúng ta đánh là 11.3.
thì chắc là trong ngày thi đấu hôm nay chúng ta sẽ có vài sự thay đổi ở trong phiên bản 11.4 và 11.5. 11.4 này thì cái sự thay đổi đáng kể nhất đó chính là cái băng giá vịnh cũ. Đây là cái món trang bị được thay đổi và nó khiến cho những con tướng pháp sư khu vực đường giữa xuất hiện. Những món trang bị này khá là nhiều. Cái combo mà băng giá vịnh cũ kết hợp với cái động cơ vũ trụ á, là cái combo được ưu tiên lên. Thay đổi lớn nhất của món trang bị này đó chính là cái hỏa ngọc. Hỏa ngọc nó khiến cho những vị tướng pháp sư trở nên cứng cáp. Cassadin nè, Silas nè, Ryan nè, hoàn toàn thể tận dụng tốt. Trong khi đó thì kinh nghiệm của người chơi đi rừng thì bị giảm đi thêm một phần nào đó, thì nó sẽ khiến cho những đội tuyển có người chơi đi rừng mạnh như là Baysan, đó là W, thì sẽ phần đó bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi này đến từ phiên bản mới. Kinh nghiệm cụ thể của những cái bãi quái rừng nó sẽ bị giảm. Giảm đi đôi phần để giảm đi cái áp lực của những người chơi đi rừng. Nhưng mà trong phiên bản này thì đang có con Hecarim cũng tương đối là mạnh, và lối lên trang bị của nó cũng là lối lên chống chịu á. Thì Hecarim, Olaf, Udyr chắc là vẫn sẽ chơi xoay quanh những con tướng này. Những vị tướng pháp sư thì Lilia, Nidalee, rồi Ragaz, rồi các thứ. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng có một vài những cái sự thay đổi về những món trang bị khác. Ví dụ thần kiếm Buramana nè, thì sẽ sắp cách tổng thể thì nó sẽ tăng thêm một cái lượng sát thương dành cho những vị tướng sát thương vật lý lên được nó. Ví dụ con Ezreal hoàn toàn, con Jay hoàn toàn có thể tận dụng món trang bị này tiếp tục. Kiếm Axa cũng đã thay đổi một vài những cái cơ chế hoạt động. Nó giống như là bây giờ, để nói cho các bạn dễ hình dung, thì kiếm Axa bây giờ nó giống như là cái hiệu ứng vết thương sâu vậy, nhưng mà nó áp dụng lên lớp giáp, nó không áp dụng vào cái khả năng hồi phục máu. Thì đó là một số sự thay đổi đa phần là ở khu vực đi rừng, một món trang bị ở pháp sư và hai món trang bị đối với những vị tướng sát thương vật lý. Thì một số thay đổi sẽ khiến cho lối chơi mới sẽ được mở ra, như là kiểu con thậm chí là những vị tướng sát thương vật lý như là Mid Fortune có thể lên được là Muramana sớm. Và thêm một vài sự thay đổi đó chính là sẽ có sự thay đổi đối với vị tướng Jhin khi mà máu của nó được tăng lên là 610. Và như đã biết trước đó thì cái lượng sát thương vật lý của Jhin đã được gia tăng một chút sau một vài phiên bản, thì bây giờ lại được thêm một chút về tầm đánh với 200 tầm. Nó biến con Jhin trở thành một cái con tướng hoàn toàn thể được lựa chọn ở khu vực đường dưới trong cái thế này. Nhưng mà nói về cái đường dưới á, thì dạo gần đây thì trong một cái meta ở giai đoạn vừa rồi thì có một cái con tướng mà nó khá được thịnh hành, đó chính là con Tristana. Đây cái con tướng khá là mạnh ở khu vực đường dưới tại thời điểm cấp độ 3. Và cái combo mà Tristana với Rell hoặc Tristana Alistar thật sự cái combo rất là áp lực ở dàn về sau. Và có rất nhiều những đội tuyển chuyên nghiệp trên thế giới đã vận hành con Tristana này, và họ có được lợi thế và từ đó lăn quả cầu tuyết ở khu vực đường dưới luôn. Những vị tướng thay đổi khác kiểu như là Qiyana nè, đây là cái con tướng cũng được tăng thêm sức mạnh ở cái bộ kỹ năng của mình. Qiyana là cái con tướng mà có cái skill tỷ lệ cộng hưởng cùng với cái sát thương vật lý đến từ những món trang bị nó cao, thậm chí nó cao hơn con Z luôn á. Còn đối với đó thì Varus cũng là vị tướng được chỉnh sửa một chút, tăng thêm lượng sát thương cộng thêm đến từ Qi. Thì nó sẽ giúp cho lối chơi ở khu vực đường dưới thêm đa dạng, từ Varus, Kalista, Jhin hay là những vị tướng đang là hot meta như là Samira, Kai'Sa, Xayah. Rồi, để coi ở trong cái phiên bản này thì liệu rằng bên phía của LPL họ sẽ trình diễn một cái lối chơi như thế nào, những con tướng nào sẽ quay ngược trở lại meta để chúng ta có thể theo sát được. Như đã nói thì đường dưới là con Tristana nè. Rồi bên cạnh Tristana thì chúng ta thấy ở giai đoạn gần đây cũng con Kalista kết hợp cùng với Galio khu vực đường dưới. Điều này là một cái điều mà kiểu dạng cộng hưởng á. Ví dụ Tristana quay lại thì gần như là những cái con tướng như là Kai'Sa thì không có bằng sát thương. Kai'Sa thì chơi được, nhưng mà kiểu những con tướng như Aphelios thì hơi khó chút xíu. Bởi khả năng sóc sát thương của Tristana lớn quá, nên cần một cái con tướng kiểu mạnh ở dàn đầu thì Kalista nó quay ngược trở lại. Đường giữa thì chúng ta nhiều khả năng cũng sẽ thấy những cái sự xuất hiện như là Azir, Koki. Koki cũng là một vị tướng tận dụng cái thần kiếm Uramana tốt. Rồi như đã nói thì những vị tướng pháp sư như Syndra, Rai, Silas, thậm chí cả Kasobia nữa đều có thể tận dụng những món trang bị tốt. Ví dụ như cái băng giá vịnh cũ. Và băng giá vịnh cũ thật sự là một món trang bị mà tôi nghĩ rằng sẽ hot ở trong cái phiên bản này, bởi vì cái tính đa dụng của nó, cái lượng máu nó cộng thêm và cả hiệu ứng khống chế được tăng thêm nữa. Không phải hiệu ứng khống chế được tăng thêm mà kiểu có hiệu ứng khống chế thêm dành cho pháp sư á. Đây là một cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng khá là tốt. Nói về sự thay đổi thì có một điều tôi khá đáng tiếc, đó chính là sự thay đổi ở khu vực đường trên. Một khoảng thời gian trước thì
ở khu vực đường trên, Riot đã có một số sự thay đổi giúp cho nhiều vị tướng hơn xuất hiện ở nửa trên bản đồ. Tôi thấy có một chút sự quay lại đến từ Wukong hay thậm chí là Revenge cũng bắt đầu dần dần xuất hiện, nhưng mà nó không quá lâu. Vì cơ bản thì meta hiện tại vẫn phụ thuộc quá nhiều vào khu vực đi rừng và khu vực đường dưới với những xạ thủ chính thức có thể gánh team ở giai đoạn về sau bán đấu, cho nên gọi là nỗ lực của Riot để có thể làm đa dạng hóa cái lượng tướng khu vực nửa trên bản đồ đến thời điểm hiện tại gần như là không được thành công cho lắm. Để coi dạo này đường trên thì có bị tác động ở phiên bản 11.4, 11.5 không ta? Thực ra là có một vài những cái sự thay đổi, ví dụ như những cái con tướng mà lên cái chuyện phản kích á. Chuyện phản kích thì bây giờ cũng đã thay đổi về cái cơ chế rồi, nó giảm hiệu ứng làm chậm, nó tăng tầm để có thể kích hoạt. Rồi, nhưng mà trước đó thì chúng ta hãy cùng đến với những cái đoạn highlight của các thành viên của phía WE. Một đội hình có khả năng kết hợp với nhau tương đối là hiệu quả, và chưa kể đó cái sức mạnh trong đoàn đi đường nữa. Vừa có khả năng gắn kết mà vừa có những người chơi kỹ năng cao, bên cạnh đó lại có một cái người chơi đi rừng. Tôi nghĩ là Bay Sang đã làm quá tốt cái vai trò đi rừng của anh ta ở trong mùa giải này. Đúng, và cảm giác như WE năm nay có lối đánh phần nào đó giống với WE 2017. Khi mà phần nào đó thì cái cách đánh của Yumon nó không hẳn là quá carry team ở trong tất cả các ván đấu của WE, mà nó theo kiểu là sẽ là một ngòi nổ đảm bảo chắc chắn là sẽ gánh team được ở giai đoạn về sau nếu như các vị trí khác của WE không thật sự tạo được lợi thế. Nó giống như Mystic của năm 2017 và thậm chí là 957 của 2017, nó cũng khá là giống với Rift khi mà luôn luôn sẵn sàng chờ đợi cơ hội carry của mình. Chính xác là như vậy. Yumon thì vẫn luôn là trong top xạ thủ hàng đầu ở trong những cái mùa giải gần đây của khu vực LPL. Ngoài ra thì cái điểm sáng đến từ bên phía của WE nữa thì chúng ta có thể kể tới Sun ở khu vực đường giữa, là người chơi đường giữa mà tôi nghĩ rằng cũng đã có một màn trình diễn cũng tương đối là tốt ở mùa giải năm nay. Anh ta không hề lép vế một chút xíu nào khi phải đối đầu với những người chơi đường giữa hàng đầu khác như là Donby, như là Rookie rồi các thứ, thì anh ta vẫn trình diễn một cái lối chơi nó khá là thanh thoát, thoải mái, thậm chí là anh ta không hề thua ở trong đoàn đi đường nữa cơ. Và cái áp lực với những cái con tướng mà Sun thể hiện cũng tương đối là lớn nữa. Ngược trở lại thì OMG hơi chắc là phải dùng từ hơi thất vọng chút xíu, bởi vì OMG là đội tuyển mà được đánh giá sẽ là cái tiềm năng ở mùa giải năm nay đến từ những nhân tố trẻ, nhưng mà những gì mà bên phía của OMG họ thể hiện ở mùa giải năm nay thì có thể thấy như là với cái thành tích của họ thì rõ ràng là không được tốt cho lắm. 2 trận thắng còn lại là thất bại hết, thì với thành tích này, thành tích mà tạm thời đang đánh giá khá tệ dành cho bên phía của OMG. Nói về OMG thì cơ hội của họ để có thể bước vào play-up thì vẫn là còn, nhưng mà chặng đường trước mắt của họ thì còn khá là chông gai, và đặc biệt là hôm nay họ phải đối đầu với WE. Chúng ta sẽ bước vào giai đoạn cắm trận giữa hai đội WE ở bên phía đội 1, còn OMG bên phía đội 2. Như vậy là bên phía của khu vực LPL sẽ quyết định nhảy cốc từ 11.3 mà nhảy lên 11.5 luôn. Thì có thể thấy như đây là cái ván thay đổi mà sẽ khiến cho dàn có vài chọn để coi. Chúng ta nghĩ coi những con tướng nào nó sẽ trở thành hot pick ở trong cái phiên bản 11.5 này đến từ bên phía của LPL. Như đã nói thì Tristana đang là cái con tướng rất mạnh ở khu vực đường dưới. Thì thường Scott 1 bên phía đội xanh thì sẽ có hai cái sự lựa chọn, một là Rell, hai là Tristana. Và quyết định đến từ Yumon sẽ là cái con bài xạ thủ dành cho anh ta. Đây cái con tướng nha. Đúng rồi, các bạn nào theo dõi Tristana này là cái con tướng mà hoàn toàn có thể đánh tốt thì có thể thắng từ cấp độ 3, thắng trở đi, và từ đó kiểm soát luôn cái mạch của trận đấu. Kết hợp cùng với Alistar là một cái bộ khung rất là mạnh ở khu vực đường dưới. Và đó là quyết định đến từ bên phía OMG. Họ muốn tước đi chú bò này ra khỏi tầm tay của Tristana. Nhưng mà để đánh chung với Tristana thì vẫn còn rất nhiều vị tướng, và đặc biệt là có thêm con Rell nữa. Con Rell vẫn còn đang được để hở, và nhiều khả năng thì WE có thể sẽ chọn Rell. Và đặc biệt là Tristana khi mà được chọn á, tôi thấy đa số các đội khi mà có được Tristana, và đặc biệt là các đội mạnh á, họ rất cách snowball, họ khai thác được đến 15 lớp giáp trụ ở khoảng thời gian ban đầu. Và Tristana thật sự là cái cổ máy phá trụ ở khoảng đầu trước phút thứ 14. Rồi, như vậy là quyết định của WE sẽ khóa vào Odia, một vị tướng rất mạnh. Như vậy là WE đang có những gọi là hot pick ở thời điểm hiện tại luôn rồi. Odia, Tristana, và giờ thì họ khóa vào Zui. Nếu nói hot pick thì bên phía OMG cũng đang có Hecarim. Hecarim không chỉ là tăng sức mạnh ở trong cái việc mà cái khả năng băng bổ. Một con Hecarim lên cho mình đó dạng khai sáng vô nhanh kết hợp cùng với gia tốc hoa cuồng vẫn có được một cái lượng sát thương ở dàn về giữa tương đối là tốt đến từ cái việc mà kích hoạt cái bộ kỹ năng của mình cũng như cộng hưởng cùng với những món trang bị. Thì đây là cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ không tệ chút xíu nào dành cho bên phía OMG nha. OMG quyết định sẽ đánh đôi công bằng cách
À, chuyển rồi cứ ngỡ như họ sẽ đánh lập lăng ở khu vực đường giữa. Cặp đôi đường dưới là cặp đôi Alistar kết hợp cùng với Kaisa. Thế cặp đôi này thì tôi nghĩ rằng có thể đánh cùng với Reo được, bởi vì Alistar là cái con tướng mà có khả năng để có thể khắc chế con Reo bởi cái nghiền nát của anh ta. Còn phía bên kia WE họ cũng đang có ý định là sẽ cố gắng thắng đường, lấy lợi thế trong đoạn đi đường, với việc có Chitara ở khu vực đường dưới, có Zoe ở khu vực đường giữa. Thì họ có khóa luôn Reo để có thể hạn chế cái khả năng tấn công của bộ đội đường dưới bên phía WE không ta? Giờ họ khóa trước vào Ragaz, một vị tướng được coi là lựa chọn mở, và thậm chí là khóa thẳng vào Reo đến từ OMG. Như vậy là họ muốn một bộ đội thật sự vượt trội đến từ bộ đội đường dưới của OMG thật sự phải vượt trội hơn so với WE ở khoảng thời gian ban đầu, và thậm chí là có được cái dịp farm ổn để giúp cho Kai'Sa thăng tiến về sau của ván đấu. Hai con tướng hỗ trợ khu vực đường dưới đã bị cấm đến từ bên phía của OMG để tránh đi những trường hợp mà đối phương có thể tấn công đến từ cái bộ kỹ năng ở cấp độ 3 của cặp đôi đường dưới của mình. WE thì họ cấm đi một con tướng đường trên và một con tướng đường giữa, với việc loại bỏ đi cho mình đối con bài Rai này. Aatrox khu vực đường trên cũng đã bị bỏ. Thì bây giờ là chúng ta đang còn con Na, một con tướng cũng tương đối là an toàn cho cái sự lựa chọn đầu tiên dành cho bên phía của OMG. Nhưng quyết định của họ là đang để con tướng nào đây? Na là một cái sự lựa chọn mà dễ hiểu thôi, hợp lý, an toàn là cái tính được đặt nặng trong cái sự chọn này của phía OMG. Rồi, giờ sẽ là lựa chọn của WE để coi còn tướng hỗ trợ nào dành cho Missing đây. Vroom hoặc là Set bị cấm chưa? Set chưa bị cấm, nghĩa là những vị tướng có khả năng kết hợp tốt với Tristana để có thể tấn công trực diện vào thẳng vị trí của Kai'Sa qua thời gian ban đầu. Nhưng mà quyết định của WE là khóa trước vào Ken Lang, một vị tướng có thể đi hòa với Na ở khu vực ở trên bản đồ với cái khả năng dọn lính của mình. Và Nautilus cũng là một lựa chọn khá tốt với khả năng mở. Nhưng quyết định cuối cùng của WE là gì đây? Có thể là Set. Leona được. Leona là Tristana là tấn công cực kỳ khỏe luôn. Thật ra ba con tướng mà bên phía của WE họ xây chuyển là ba con tướng mà có mục tiêu cũng khá là giống nhau. Đây là ba con tướng dùng để tấn công và có khả năng chống chịu tốt. Và tại thời điểm cấp độ 3, khi mà tròn cái bộ kỹ năng ba bộ thì hoàn toàn có thể gia tăng thêm sức mạnh tấn công, họ có thể lựa chọn bất kỳ con tướng nào trong tình huống vừa rồi. Leona quyết định cuối cùng đến từ Missing. Rồi còn ngược trở lại thì Na sẽ đối đầu cùng với Gangplank khu vực trên. Đây là một cái kèo rất nặng về mặt kỹ năng, và có thể thấy như bên phía của OMG họ vẫn quyết định giữ cho mình đó con bài lớp lăng ở khu vực đường giữa. Một cái lối chơi sẽ đọ kỹ năng cùng với các thành viên của phía WE. Đây là một cái cách tiếp cận mà tôi nghĩ rằng rất là thú vị và phù hợp, bởi trong giai đoạn này là gần như không còn nhiều mục tiêu lắm dành cho bên phía của OMG rồi. Cái xác suất mà họ vào playoff bây giờ có nhưng mà cực kỳ thấp, thì tôi nghĩ là họ cần phải cởi bỏ được cái gánh nặng về mặt tâm lý thi đấu điểm số của mình, và thay đó bung hết lụa, bung hết tay cho những cái cặp trận kiểu là như vậy. Và quyết định này của họ là quyết định mà tôi nghĩ rằng hoàn toàn phù hợp khi mà bích những cái kèo đỏ tay như là lấp lăng ở khu vực giữa. Đúng, và nói như vậy thì kiểu giống như là OMG sẽ hướng tới là một kẻ ngang đường vĩ đại đúng không? Khi mà sẽ cố gắng lấy điểm của những ông lớn để có thể khiến cho nửa trên của bảng xếp hạng có một sự biến động nhất định. Và chúng ta đã hoàn thành lượt cấp chọn đến từ cả hai đội, đội hình của hai bên đã được hoàn thành. Và phần nào đó thì chúng ta thấy được bên phía của WE rất muốn có nhiều lên thắng ở bây giờ ban đầu với Tristana ở khu vực đường dưới. Zoe khu vực đường giữa cũng có khả năng đẩy lên ở khoảng giai đoạn ban đầu trước một con LeBlanc. Nhưng mà LeBlanc thì sẽ có một cái áp lực solo kill vào con Zoe nha. Zoe cũng tương tự là như vậy đó, cái kèo rất nặng về mặt kỹ năng ở khu vực đường giữa. Và quan trọng hơn là cái phép bổ trợ của Zoe nó sẽ giúp cho con tướng này có được lợi thế. Rồi ngược trở lại khu vực đường dưới thì như thế nào? Đường dưới là cái đường mà từ level 1 cho tới ít nhất là level 2, thì cái cặp mà Kai'Sa cũng như Alistar hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát cái thế lính. Nhưng tại thời điểm level 3 thì mọi thứ nó sẽ hơi khác chút xíu. Thậm chí là đã có những người chơi xạ thủ khi mà đối đầu cùng với Chitana bắt buộc phải lấy cho mình đó cái kiệt sức để tránh đi cái khả năng sốc sát thương đến từ cái bọc thuốc súng kết hợp với nhập nhảy tên lửa để có thể tiếp cận. Chitana đơn giản lắm, Chitana mưa kiếm đơn giản, kiểu bạn có được cái khoảng trống, bạn đánh ba đòn đánh đó, kết hợp với cái bọc thuốc súng là bạn lời hơn cái lượng máu, thì lời hơn cái lượng máu là cái áp lực solo kill của bạn rất là mạnh. Thì đó là cái sức mạnh của bài Chitana này sẽ đạt được ở thời điểm cấp độ 3. Riz ở khu vực đường trên, khi mà anh ta sử dụng công găng lăng này thì có lẽ như anh Trí cũng đã chia sẻ là một cái kèo rất nặng về cái việc mà farm chủ yếu là tăng tiến sức mạnh ở dàn về sau. Thì trọng tâm của ván thi đấu này thì chúng ta cũng có thể mường tượng là sẽ hướng xuống nửa dưới của bản đồ. Đúng. Giờ thì Odia hay Karim, hai chất tướng khá giống nhau ở khu vực đi rừng, thì để xem bên nào sẽ tạo được tác động tốt hơn. Bản thân của Aki chủ động lấy cho mình đó chính là tốc hành để có thể gia tăng khả năng tiếp cận. Và phần nào đó thì Odia lấy tốc biến cũng hợp lý mà thôi. Hai người chơi đi rừng. Giờ thì Odia vừa anh ta Bay Sang vừa mới về nhà và đổ lại thành máy quét chăng? Ừ.
Đúng, hình như là vậy. Anh ta vừa mới cắm một con mắt xong về nhà và đổi lại thành máy quét. Một cái động thái khá là quen thuộc. Còn khu vực đường dưới thì cả hai người đều sẽ khởi động ở nửa dưới bản đồ trước. Và nửa trên bản đồ sẽ là điểm nóng tiếp theo. Khá thú vị ha, khi mà chúng ta đã khi mà tôi đã nhận định đó chính là nửa dưới sẽ là cái tâm điểm đánh giao tranh dành cho cả hai tuyển. Nhưng họ, hai người chơi đi rừng đều khởi động từ khu vực mạng dưới. Như vậy họ sẽ hướng lên khu vực nửa trên của bản đồ với một cái vòng rừng full 6 bãi. Như vậy con cua nửa trên sẽ là một cái con cua mà rất đáng quan tâm khi mà cả hai đều có cơ sở để có thể tranh chấp. Còn ai là người tranh chấp tốt hơn thì có lẽ phải phụ thuộc vào lane đường giữa và khu vực đường trên của khu vực nào nó đẩy đường tốt hơn thì người chơi đi rừng sẽ có được cái lợi thế kiểm soát về mặt thế trận. Khu vực đường dưới, Dương Mân, anh ta nâng cho mình đó bọc thuốc súng là cái điểm nâng kỹ năng đầu tiên của mình để có thể gây áp lực trực tiếp vào Eric. Lợi thế cấu rỉ máu đang nghiêng về cho bên phía của WE. Một tình huống thiên định kiếm lao vào nhưng chưa có cú dịch làm choáng bởi vì anh ta mới chỉ đạt được cho mình đó cấp độ 1 mà thôi. Trả sát thương cũng tương đối là gắt đến từ Eric khi mà anh ta kích hoạt được cái mưa kiếm của mình. Nhưng mà đường dưới thì Dương Mân có được cái thế đẩy trước. Và còn khu vực đường trên thì với lợi thế ở khoảng thời gian ban đầu với cái nội tại của mình thì Rick ngay lập tức tạo áp lực và anh ta có được cấp độ 2 trước so với Neil ở phía bên kia. Đẩy được đợt lính này vào thì nhiều khả năng con cua trên sẽ thuộc về bay sen á. Ừ, để con cua trên sẽ như thế nào đây khi mà cái áp lực ở khu vực đường trên đang được triển khai đến từ bên phía của WE. Còn khu vực đường dưới thì cấp độ 2 đã có đến từ Missing và Dương Mân. Là một cái cấp độ mà có được cú dậm nhảy tên lửa kết hợp cùng với bọc thuốc súng và chưa kể đó hiệu khống chế được đặt ra nữa. Eric có thanh tẩy nhưng anh ta không có hồi máu, đây là một cái điểm bất lợi khi mà một tình huống va chạm giao tranh hai vẻ sai nó được nổ ra khu vực đường dưới này. Liên tục là đứng trong bụi để có thể chờ đợi cơ hội tung cho mình là thiên kiếm. Nhưng mà bên phía của OMG họ rất cẩn trọng và họ không để cho Machine làm được điều đó. Chúng ta nửa trên bản đồ thì Bay Sang và cả Aki đều đã ưu tiên hoàn thành cho mình xong 6 bãi trước rồi họ mới tiến ra cua sau. Còn thế lính này thì đúng là có khả năng thì Red sẽ là người tiến ra trước so với Neil hay bên kia. Rồi, Red thì với thế lính này chắc anh ta cũng khó bị găng. Bởi đơn giản anh ta có rừng cover phía sau và nếu như trong tình huống đánh giao tranh 2-2 thì sát thương đến từ những con lính nó cũng tương đối là áp lực. Aki đang có ý định hướng lên khu vực đường trên, tốc hành đã được kích hoạt. Red, anh ta cố gắng lùi về chăng, có cắn cam nhưng chưa sử dụng. Anh ta đang rất thấp máu, cố gắng quay ngược trở lại tấn công vào New chăng. Không, đấy là không được, và phá thùng rất tốt đến từ bộ đôi của OMG và kết quả chiến công đầu. Bay Sang đứng rất gần đó nhưng cơ bản anh ta cũng không cố gắng để có thể hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Anh ta chạy thẳng xuống con cua tựa dưới bằng việc đi qua khu vực đường giữa. Và thật ra cái vòng rừng của anh ta, cái vòng rừng tôi nghĩ hợp lý á, bởi vì trong cái pha thi đấu vừa rồi cái đợt lính đã đẩy vào sát trụ rồi. Tức nghĩa là Chris vẫn hoàn toàn có thể về được sau cái quay lính đó, nhưng có lẽ anh ta tham cho cái việc mà cố gắng cấu rỉ lượng máu của Neil. Hoặc là anh ta nghĩ rằng rừng của phía đối phương bởi vì không tranh chấp được con cua trên nên sẽ di chuyển xuống con cua dưới của bản đồ nên không có mặt ở khu vực trên. Nhưng đó không phải là quyết định đến từ Aki, mà Aki quyết định sử dụng cái tốc hành của mình để có thể tấn công tạo lợi thế dành cho Neil với một cái điểm hạ gục chiến công đầu dành cho người chơi rừng trên của phía OMG. Thậm chí là cái bổ sung vitamin vừa rồi là Rick không sử dụng, có thể anh ta đã sử dụng từ trước đó rồi. Giờ thì Bay Sang, anh ta đang lẩn quẩn quanh khu vực nửa dưới bản đồ đã lên cho mình xong trước là một cái chiếc giày khai sáng. Rồi, giờ thì đường dưới tốc biến combo, không chính xác chỉ là combo bình thường mà kết hợp với thiêu đốt để tạo áp lực lên người Dương Mân. Nhưng mà nếu như trao đổi phải bổ trợ như thế này thì chắc chắn bên phía WE là đội đang có lời. Vẫn đang cố gắng để có thể áp lực ngược trở lại, biến ảnh để có thể... Ôi, đây tình huống đầu tư luôn cho bên đó, cả tốc biến sát thương liệu rằng có đủ hay không? Sát thương là đủ, một pha thăm mình về mặt sát thương tương đối là chuẩn xác. Nhưng một pha tính sát thương chứ. Nhưng mà từ nãy tới giờ thì Aki liên tục có mặt ở những điểm nóng quan trọng để có thể gỡ gạt lại phần nào đó và thậm chí là giúp cho OMG có được lợi thế khi mà họ đang có tỷ số về mày dẫn trước là 2-1. Vào đó tình huống xử lý rất nặng về mặt kỹ năng và cũng có thể thấy nhiều con bài ôi khu vực đường dưới tình huống giao tranh. Đường dưới thì Jumon đã thấm máu, anh ta nhảy về, người đang chống chịu là Missing. Đây là Leona có W thì khá khó để có thể hạ gục được Missing. Nên kết quả là hiện tại thì Dương Mân đã mất cho mình hồi máu. Lợi thế về máu sẽ giúp cho bên phía OMG có thể đẩy đường ngược trở lại và khiến cho Dương Mân mất một vài chỉ số lính. Chính xác, đây cái cách xử lý khá là tốt đến từ Cole khi mà anh ta đã cố gắng cấu rỉa máu bằng cái thiêu đốt trước của mình và có được cái áp lực trong tình huống combo tiếp theo. Và hãy cùng xem tình huống ở khu vực đường giữa này. Những cái đòn đánh kết hợp cùng với thiêu đốt và có luôn cái nội tại cũng như cái sốc điện đến từ anh chàng săn này đã giúp cho anh ta có đủ lượng sát thương để thể giết điểm được của mình. Cảm giác như là Sang vừa rồi đã tính toán cực kỳ tốt và anh ta không bị nhầm lẫn với cái bóng. Nếu mà thiêu đốt hoặc là đánh thường lộ vào một cái bóng thì chắc chắn sát thương sẽ không đủ. Bên phía OMG, như đã nói, họ đã có lợi thế ở khu vực đường dưới, họ ngay lập tức triển khai quanh khu vực hang rộng. Đã pha vừa rồi thì anh ta thiêu đốt trước là để phát hiện ra con nào con thật.
thì nó sẽ hiện hình ở trong cái tình huống mà bị trúng thiêu đốt. Nhưng mà người chơi đi rừng đến từ bên phía cô MG như Trí cũng đã chia sẻ thì đã có được những cái pha góc mặt tại những cái điểm nóng ở trong tình huống cụ thể, và anh ta cũng đã mang lại một vài những cái lợi thế nhất định dành cho đội hình của phía OMG. Có đồng nguyên tố đầu tiên như món quà tưởng thưởng dành cho cái vòng rừng hiệu quả của anh ta. Còn ở đó thì nó cũng nhờ sự tác động đến từ nửa dưới bản đồ khi mà OMG đã có một pha Odin top để khiến cho Dương Mơ thấp máu và lùi về nửa trên. Hiện tại thì Red đang làm khá tốt cái kèo này khi anh ta liên tục là người đẩy đường. Mặc dù chỉ xính không hơn quá nhiều nhưng cơ bản thì đây là lượng tiền ổn đến từ một con Gangplank khi mà nó có khả năng hát tiền. Còn trong khi đó khu vực đường giữa sang sau tình huống rồi anh ta chủ động lên trước cho mình là một cái dày thủy ngân, và để có thể tránh đi cái khả năng sắp sát thương đến từ con Gangplank. Khá thú vị với món trang bị dày thủy ngân này đến từ Sun. Còn phía bên kia, Wu Minh hướng lên cho mình đó bí thư rất truyền với một cái lượng tiền 1.300 của anh ta. Không có bất kỳ một cái dày nào cả, cảm giác như những cái áp lực đến từ bóng ngủ là không đủ để khiến cho anh ta phải lên món trang bị này à. Một lối lên trang bị tương đối là tự tin, có lẽ như anh ta cũng tự tin vào những tình huống né kỹ năng hoặc là cái biến ảnh của mình. Ở khu vực đường dưới thì cô anh ta bắt đầu phải quay ngược trở về nhà khi mà cái đợt lính đang đẩy vào. Có bài Alistar của anh ta là nữa là combo thành công và khiến cho Dương Mơ Thấp tóc biến lên. Dương Mơ Thấp biến đi, cố gắng lùi về dịch chuyển từ sau lưng là nêu tới với dạy này khổng lồ và chạy thẳng vào làm choáng thành công được Dương Mơ. Anh ta đang gặp rất nhiều hiểm nguy, tung thêm một lần nữa và thậm chí là Messi cũng bị đẩy ngược về. Wow. Hai mạng cho OMG. Đây có phải là OMG mà chúng ta biết không ta? Một lối chơi tấn công rất là mạnh mẽ đến từ các thành viên của phía OMG được triển khai trong ván thi đấu này, đặc biệt là anh chàng Khô với con bài tủ Alistar của anh ta. Và ta đang xử lý tương đối là tốt cho những tình huống sử dụng combo bò hút nghiền nát của mình, và chưa kể đâu tình huống mà Neil dịch chuyển xuống khu vực đường dưới nữa. Tốc biến đã bị mất đến từ Yu Mân khiến cho anh ta không còn cơ sở để thể né hỏi một tình huống tiếp cận đến từ Neil. Mixin anh ta đã cố gắng chủ động tốc biến để có thể tiếp cận Neil nha. Mục đích của anh ta là cố gắng giật cái làm choáng để cho người chơi xạ thủ của mình có khoảng không mà về. Nhưng trong tình huống tấn công vừa rồi không phải là không có giá phải trả, hai lớp giáp trụ đã bị bóc đến từ Chris, con sứ giả này. Chiều cuối lao thẳng vào và giữ chân Sang. Sang không có tốc biến, anh ta chắc chắn sẽ phải nằm. Và Sang nằm, Aki là người có mạng. Có vẻ là OMG điếc không sợ súng, và họ ở chót bài không sợ thua. Họ đánh rất thoải mái và họ đánh tấn công cực kỳ mãn nhãn. Và có thể thấy như cái vấn đề cởi bỏ một tâm lý không đặt nặng về thành tích đến từ bên phía của OMG khiến cho họ có những bước di chuyển rất là thanh thoát. Một bộ mặt hoàn toàn khác đối với bên phía của OMG ở trong bảng thi đấu này, khi mà chúng ta có thể những cái điểm nóng xuất hiện trên bản đồ thì đều có mặt của các thành viên của họ cả, đặc biệt là AK nè. Trong tình huống mà anh ta không can thiệp khu vực đường dưới thì anh ta có được khoảng thời gian trống và anh ta có mặt kịp thời ở khu vực hang sứ giả, khiến cho Bay Sang không đủ thời gian kiểm soát cho mình đó con sứ giả này. Con sứ giả thuộc về cho bên phía của OMG, trước đó họ đã có rồng và họ đã có rất nhiều những cái tình huống tấn công ở khu vực đường thành công. Ở thời điểm hiện tại, lượng chênh lệch về tiền đang nghiêng về cho bên phía của OMG, mặc dù không nhiều cho lắm, đâu đó khoảng chừng con số chưa đến 1.000 tiền, nhưng vẫn là một cái kiểu như là cái, một cái lợi thế dành cho đội hình của phía OMG. Và chưa kể đó, họ hoàn toàn có thể cụ thể hóa bằng con sứ giả đầu tiên trong ván thi đấu này nữa nha. Bởi vì nếu như mà con sứ giả này mất á, mà con sứ giả này thuộc về cho bên phía của WE á, thì nhiều khả năng là bên phía của WE họ sẽ có được cái trụ đầu tiên. Bởi đơn giản đường trên mất đi cho mình đã hai lớp giáp trụ, đường dưới tương tự là như vậy. Và khi đó cái áp lực đến từ sứ giả sẽ giúp cho bên phía của WE rất dễ dàng có được cái áp lực ở cái trụ đầu. Nhưng mà giờ thì họ đã không có được con sứ giả, và cơ hội để có thể khai thác những lớp giáp trụ sẽ đến từ bên phía của OMG. Cảm giác từ nãy đến giờ Dương Mân là người đứng hơi cao khi mà anh ta liên tục đứng trước mặt của Khâu và để Khâu combo một cách rất là dễ dàng, và khiến cho Dương Mân phải mất đi trước cho mình là cái dạng này tên lửa. Rồi sau đó là khi mà bản thân của Neil đã dịch chuyển quá xuất sắc ở tiếng sau rồi thì dấu chấm hết dành cho Dương Mân. Giờ thì xạ thủ của Deadly đang phải chịu một tình cảnh khá là thua thiệt so với Eric ở phía bên kia. Eric, nếu như mà với cái đà này anh ta nhiều khả năng sẽ lên được món đồ thần thoại kết hợp đối với cái gia hung tàn để có thể gia tăng được cái khả năng tiến hóa về quyền của mình trước so với Dương Mân khi mà anh ta hoàn thành xong cái món đồ thần thoại đầu tiên. Nãy giờ thì chúng ta có thể thấy AK đang để lại khá là nhiều dấu ấn trong ván thi đấu này. Ngược trở lại thì UD của Bay Sang vẫn chưa có một cái tiếng nói nào cả. Những tình huống của anh ta là chỉ là những cái tình huống mà cố gắng đi farm để có thể gia tăng thêm chỉ số lính so với người chơi rừng của phía đối phương mà thôi. Anh ta chưa can thiệp được ở nhiều khu vực đường. Nó thật ra thì muốn đòi hỏi anh ta can thiệp ở đường trên và đường giữa thật ra cũng hơi khó, bởi vì đây là những cái đường mà không có hiệu khống chế nhiều. Và nếu mà đường giữa có thì nó cũng phải có điều kiện là bạn phải tung bóng ngủ chuẩn xác. Điều này không hề dễ khi mà Sang phải đối đầu cùng với Vu Minh, một con tướng lập lăng khá là cơ động. Đường dưới đồng ý là có hiệu khống chế, nhưng mà nãy giờ những cái thiên cơ ở khu vực đường dưới thì nó không thuộc về cho bên phía của WE, khi mà Cole đang có màn trình diễn xuất sắc với con bài Alistar của anh ta tính tới thời điểm hiện tại.
Shin Jae được thả ở khu vực đường giữa để có thể tạo thế và tiến ra khu vực hành động đến từ bên phía của OMG. Đây có thể là cơ hội để cho W có thể phải có ngược lại, nhưng mà không, quyết định của họ là cố gắng kéo ba thành viên ra khu vực đường giữa và phòng ngự. W ở nửa trên, Red chưa hồi lại cho mình, đó chính là dịch chuyển nha. Rồng chưa được khởi động đến từ cái ai cả, nhưng mà Red thì đang liên tục bị đẩy vào. Neil kiểm soát rất tốt thế lính ở nửa trên bản đồ và khiến cho Red rất khó để có thể tham gia giao tranh ở khu vực nửa dưới. Nhưng mà anh ta còn chưa cuối. Ôi, lao thẳng vào trụ và khiến cho Red phải gặp áp lực. Anh ta đã mất tốc biến. Neil quyết tâm là không cho Red có thể tham gia ở nửa dưới bản đồ. Và xử lý khá là hay đến từ Neil, một tình huống mà anh ta đầu tư khá là nhiều cái lượng tài nguyên của mình để có thể ép một tình huống không được can thiệp ở khu vực đường dưới, hay thậm chí hơn nữa là tôi cảm giác như đúng việc rồi, Neil đã tham minh được cái phao trợ dịch chuyển chưa hồi lại đến từ Chris, khiến cho Chris phải mất đi cho mình đó là khá khá cái lượng chỉ số lính. Và một lối chơi, một bộ mặt tôi cảm giác như hoàn toàn khác đến từ bên phía của OMG. Đây không phải là OMG mà chúng ta biết, đây là OMG nào đó. OMG mà chúng ta biết là một OMG nó kiểu dạng khá rời rạc với 9 trận thất bại của họ mùa giải năm nay. Nhưng OMG này đang là một OMG đang cực kỳ linh hoạt với những cái bước di chuyển của mình, cũng như là những cái quyết định của những cái thành viên. Và xử lý vừa rồi của Neil thật sự là khá hay để có thể giúp cho OMG có được thêm con rồng tiếp theo của ván đấu. Còn sứ giả thì được thả ra và khai thác được hai lớp giáp trụ quanh khu vực đường giữa. Hiện tại ba mục tiêu quan trọng của OMG đều đã được ăn và thậm chí là con sứ giả cũng đã được tận dụng. Như vậy thì lợi thế về tiền sẽ giúp cho họ có được khoảng thăng tiến về sau của ván đấu khá là ổn. Những cái vấn đề bây giờ đó chính là mà chỉ cần một tình huống sai lầm mà thôi thì hoàn toàn gió có thể đổi chiều. Với chênh lệch về tiền ở thời điểm hiện tại là một cái chênh lệch nó không quá đáng kể, chỉ đâu đó khoảng chừng vài trăm tiền dành cho bên phía của OMG mà thôi. Cái điều mà họ mất đó chính là một lượng lớp lớn lớp giáp trụ. Thì với việc mà mất nhiều lớp ôi khu vực được giữa tình huống xích chuẩn đến từ Wu Minh, nhưng đó là pha tốc biến kết hợp với một cái nội tại di chuyển nhanh hơn sau khi sử dụng phép bổ trợ của sang để khiến cho anh ta không bị giữ chân lại bởi cái sẽ xích siêu phàm. Nếu như pha vừa rồi của mình chủ động tốc biến theo để có thể giữ chân sang thì được không ta? Vì cơ bản thì OMG đã kéo cả ba thành viên ra khu vực đường giữa rồi. Đường trên hiện tại Neil với hai mạng hạ gục và một mạng hỗ trợ, anh ta đang chính thức vượt hơn so với Rick một chút về lượng kinh tế và thậm chí là ngưỡng sức mạnh của mình. Đang có này khổng lồ nên áp lực vào người của Rick là rất nhiều và buộc cho anh ta phải mất đi thêm một vài lớp giáp trụ nữa khu vực nữa trên. Bên cạnh đó là cái áp lực đến từ người chơi đi rừng và đường giữa khiến cho Chris anh ta phải bỏ đi cho mình đó chỉ số lính, bởi vì người chơi đi rừng của anh ta đã lộ diện khu vực đường dưới. Và đây là câu trả lời đáp trả đến từ bên phía của WE. Họ có 3 người ở đây, mục đích của pha tấn công này đó chính là bào đi công trình và họ bào cũng tương đối là tốt. Đại bác đẩy lùi để ép đi một vài chỉ số lính đến từ Eric. Nhưng ở thời điểm hiện tại vẫn là một cái lời khen của tôi dành cho bên phía của MG khi mà lối chơi của họ đang trở nên cực kỳ thanh thoát. Lớp giáp trụ đã không còn đến từ cả hai đội, nhưng mà cảm giác như là cũng không hẳn quá lời về lượng lớp giáp trụ dành cho bên phía của OMG khi mà W cũng đã khai thác được rất nhiều lớp giáp trụ ở trước khoảng thời gian trước đó rồi. Giờ tốc biến lên combo giữa chân thêm lần nữa, bản thân của Dư Bân vẫn còn tốc biến nhưng ta không kịp sử dụng, không chính xác là sử dụng rồi nhưng vẫn phải nằm xuống. Là một lần nữa tôi đã nói vấn đề này trước đó rồi, là Dư Bân đứng có vẻ là hơi lỗi khi mà liên tục đứng trước mặt của Khâu. Hỗ trợ đứng hơi cao trong tình huống vừa rồi. Eric thì anh ta cũng hơi nhạy cảm quá cho tình huống chủ động tốc biến, nhưng mà cái lượng sát thương đã vừa đủ để có thể dứt điểm được Chu Mân. Bay sang, tiếng nói của anh ta vẫn chưa được cất cao. Đây là một tình huống mà anh ta tấn công lên khu vực đường trên. Rick đặt ba thùng làm chậm gây sát thương. Đây xem tình huống tiếp cận và Neil chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số rồi. Điểm hạ gục này nên được dường dành cho Bay sang và họ đã làm được điều đó. Bảng hạ gục dường cho Rick và Bay sang sẽ quay ngược trở lại. Tôi nói nhầm. Nên được dường cho Rick. Như vậy thì sứ giả sẽ có cơ hội thuộc về bên phía của W ở khu vực nửa trên bản đồ khi mà không còn người chơi đường trên nữa. Và giờ thì Rick cũng đã có được một lượng tiền kha khá để có thể nâng cấp vào những cái chiêu thức của mình ở chiêu cuối. Thời điểm hiện tại thì có lẽ phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để anh ta tích tụ được 500 đồng tiền ngân xà để có thể tích được cho mình đó cái kỹ năng bừa đại bác của mình để có thể gây sát thương hơn. Rồi khu vực đường dưới áp lực lớn quá ha, trụ đầu tiên là đang chuẩn bị thuộc về con sứ giả thì đâu để coi, với một cái tình huống kiểm soát vừa rồi thì đã có trụ đầu dành cho bên phía của WE. Còn ngược trở lại thì cái cánh trên của bản đồ là bởi vì bên phía của OMG họ đã đẩy cao cái đội hình của mình, khiến cho Bay sang cũng như là Quick không có đủ thời gian để có thể giải quyết con sứ giả này thật sớm. Mặc dù đang thua khá nhiều mạng nhưng cơ bản WE vẫn đang có được một lượng tiền cân so với đối phương. Và hiện tại thì bên phía của OMG có được con sứ giả. Con sứ giả này có thể khai thác ở khu vực ở trên bản đồ và giúp cho bên phía của OMG
vượt hơn về lượng tiền so với W ở phía bên kia. Và khi mà thời điểm cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên này không còn quá nhiều máu thì chắc chắn bộ đôi đường dưới của OMG sẽ có thể dễ dàng khai thác được cái trụ này. Rồi vẫn còn chiêu cuối nè, đến từ Chris. Anh ta chưa thả lên khu vực đường trên để có thể dọn lính. Bởi vì anh ta cảm giác như là mình không đủ sức để có thể phòng ngự thì phải. Và quan trọng hơn là những người đồng đội của anh ta đã lấy được cho mình ở trụ đầu tiên khu vực đường dưới rồi. Quân mình cố gắng tiếp cận đây, tình huống câu trì máu khá là chuẩn xác. Dù mân mất đi cho mình đó lượng máu tương đối là lớn, con sứ giả này một lần nữa được đẩy ra khu vực đường giữa và chắc chắn sẽ có cái trụ thứ hai dành cho mình phía của MG. Cảm giác pha vừa rồi thì nếu như mà Wu Minh đầu tư thêm một tí nữa thì nhiều khả năng Dương Mân có thể gặp nguy hiểm. Sư giả được thả ở khu vực đường giữa, một trụ rất quan trọng để cho OMG có thể tiến ra và kiểm soát các con rồng tiếp theo. Và đặc biệt trong trận đấu này là linh hồn rồng nước, một linh hồn rất mạnh dành cho đội hình của cả hai đội. Và khi mà OMG đã có được hai con rồng đầu tiên trong ván đấu thì cơ hội để cho OMG có thể gây áp lực lên các con rồng tiếp theo là rất nhiều. Và thậm chí là sư giả hút được đến cái thứ hai đường trên thì tạm thời Rick sẽ gỡ gạt lại được bằng một trụ. Anh ta có dịch chuyển, anh ta có thể tham gia tranh cùng với những người đồng đội. Và bên phía của W nhiều không động thái được. Họ muốn bỏ chứ. Tôi cảm giác như cái hướng di chuyển này ra đến từ bên phía W là không thể nào kịp được. Khi mà cái nhịp di chuyển rất là sắc nét đến từ bên phía của OMG. Một lần nữa phải xin được phép nhắc lại, đây không phải là OMG mà chúng ta thường được biết trong giai đoạn vừa qua. OMG này là một OMG gì đó rất là khác. Đấy có phải là OMG được đánh giá là tiềm năng ở mùa giải năm nay hay không, khi mà những bước di chuyển của họ đều có được những cái ý đồ về mặt chiến thuật nhất định và những cái pha xử lý về mặt kỹ năng cá nhân của người chơi cũng tương đối là tốt ở trong ván thi đấu này. Hoa đỡ muộn à. Cảm giác họ đợi tới thời điểm mà rất khó khăn của giải đấu rồi thì họ bắt đầu bộc phát cái khả năng tiềm năng của mình. Giờ thì xét về lượng tiền thì cơ bản lượng tiền vẫn dồn cho Rick ở khu vực đường trên khá là nhiều. Anh ta đã có 7.700 tiền, được xem là người giàu nhất bản đồ chưa ta? Không, người giàu nhất bản đồ là hình như là Rick ở khu vực đường trên với con bài găng lăng của anh ta có khả năng hack tiền. Và đừng quên rằng anh ta bào rất là nhiều lớp giáp trụ khu vực đường trên nữa cho những cái tình huống di chuyển của Neil. Đây thật sự là cái quả bom nổ chậm dành cho đội hình đến từ bên phía của WE. Đường giữa thì nãy giờ, đường giữa với lại rừng á thì nãy giờ chưa để lại nhiều tiếng nói nhiều cho lắm. Dưới mân ở khu vực đường dưới cũng để lại những cái ấn tượng cơ sở là những cái tình huống mà anh ta bị bắt chẳng hạn, hoặc là những cái tình huống mà anh ta bào đi công trình của phía đối phương. Cần phải có nhiều hơn những cái tín hiệu hoạt động năng nổ đến từ người chơi đi rừng của phía WE để cố gắng mang lại những cái lợi thế dành cho đội hình của họ. Cơ bản thì W họ vẫn chưa đánh mất quá nhiều thứ. Họ mất đi một vài trụ nhưng cơ bản cái lượng trụ họ gọi lại cũng là cân bằng so với đối phương. Chỉ có lượng máu ở trụ 2 khu vực đường giữa thì là khá là thấp. Và đặc biệt cái trụ đường giữa là một cái trụ khá là quan trọng để cho hai bên có thể tiến ra và kiểm soát các mục tiêu. Thì OMG đang là đội có được cái trụ đó. Wu Minh khoảng trống dành cho anh ta khu vực nửa dưới bản đồ và anh ta nâng tổng số trụ mà phía OMG có được lên thành con số 3. Và chính thức thì OMG đây có một lượng tiền vượt hơn so với W là 1.000 tiền nữa, một lần nữa. 1.000 tiền tính tới thời điểm hiện tại không phải là con số quá lớn, nhưng mà cái điểm khác biệt cơ rõ ràng nhất đó chính là ba con rồng nguyên tố và linh hồn rồng nước sẽ là một cái áp lực khá là lớn dành cho bên phía của W trong tình huống tranh chấp tiếp theo. Tình huống tranh chấp tiếp theo sắp tới rồi, khoảng chừng 21 phút hơn mà thôi là con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này sẽ được hình thành, và đó là thời điểm mà cả hai đội tuyển bắt đầu sẽ va vào nhau. Thì ở thời điểm hiện tại thì cái ngưỡng sức mạnh cũng bắt đầu được hình thành rồi, những món trang bị lớn đã được lựa. Xin lỗi các bạn, những món trang bị lớn đã được lên. Nhưng riêng về Chris thì anh ta cũng đã có cho mình đó món trang bị lớn thứ hai ở phút thứ 19 của ván thi đấu. Cái dịp lên trang bị phải nói là cực kỳ sát so với thời gian. Đúng và thật, mặc dù Neil ở phía bên kia có được khá mạnh hai gục cộng với hỗ trợ, nhưng mà cơ bản anh ta vẫn chưa có lượng đồ ngang bằng so với Rick. Giờ thì Rick sẽ cố gắng kiểm soát con cua ở trên bản đồ để có thể đảm bảo tầm nhìn qua khu vực Baron. Rồi, 2 phút nữa thì đâu đó khoảng chừng 50 giây khi mà con rồng ra thì họ sẽ cố gắng thiết lập một cái tình huống rải mắt. Ở thời điểm hiện tại thì có thể thấy bên phía của OMG họ đã về trước, lượng mắt của họ rải ra, sau đó họ sẽ tìm thêm một lần về nhà nữa để có thể bổ sung thêm cho mình đó lượng mắt để có thể kiểm soát cách tối ưu. Bởi vì đơn giản con rồng này là con rồng mà chắc chắn là bên phía của OMG họ sẽ tranh chấp cho dù cái giá phải trả anh là bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng mà chỉ cần họ ăn được con rồng này thôi, cơ hội chiến thắng của họ sẽ mở ra rất cao đúng không? Và đặc biệt là một lối lên đồ, đó chính là Aki lên cho mình là giáp gia tốc hóa cuồng để gia tăng thêm khả năng chống chịu cho đội hình của OMG. Và đặc biệt khi mà bản thân của Neil lên theo kiểu semi tăng như thế này thì việc lên giáp gia tốc hóa cuồng là một điều dễ hiểu đến từ người chơi đi rừng của OMG. Trong khi đó phía bên kia
họ Liberty có hai vị tướng chống chịu là Leona cộng với Odie, thì liệu bên phía của Liberty có đủ lượng chống chịu để có thể khiến cho OMG gặp khó khăn hay không, khi mà hiện tại Women sẽ chờ đợi những cơ hội để có thể rình rập vào những vị trí thấp máu của Liberty. Rồi, xoay quanh nè, bắt đầu xoay quanh ở khu vực hang rồng nè. Cool thì nãy giờ anh ta chưa đi cắm mắt, vì cái khoảng trống cũng không có nhiều. Một mình anh ta tiến vào rừng cũng hơi nguy hiểm. Anh ta đang để dành cái lượng mắt của mình, nhưng mà với lượng mắt này đang hơi bị hạn chế. Bởi vì anh ta chưa về nhà nên hiện tại chỉ có một cái con mắt đang sở hữu trên người của Cole mà thôi. Liệu rằng một con mắt này là có đủ không ta? Women bắt đầu lao qua và nhắm vào Yumon rất thấp máu rồi. Một người bị dính combo, đó là Missy mất tốc biến. Baysan cố gắng tiến ra, anh ta bị làm choáng. Và Eric lao thẳng lên bắn vào đầu Missy đã phải nằm. Thái Dương Hà Sang được sử dụng nhưng kết quả là Eric thanh tẩy rất nhanh. Double kill cho xạ thủ bên phía của OMG. Và bảy thân của Aki lao thẳng vào hoảng sợ ba thành viên, khiến cho WWE không thể quay ngược trở lại. Bên phía OMG có được hai mạng hạ gục. Vic cố gắng tiến lên, dùng một quy của mình để có thể dứt điểm thành công được đường giữa của OMG, dịch chuyển ngược trở lại. Dịch chuyển này là của Neil, nhưng ta đã hết na khổng lồ rồi và chắc chắn bên phía của OMG sẽ cố gắng tìm đường lùi về. Họ đây có lợi thế hơn người, nhưng mà có lẽ là bên phía WWE vẫn có thể duy trì được áp lực quanh khu vực hang rồng. Tốc độ ăn con rồng này không biết là có đủ nhanh hay không đây. Một tình huống cố gắng tạo đột biến vào bên phía OMG, họ đã... Tôi nghĩ cái pha đánh đầu tiên là hợp lý á. Pha đánh đầu tiên là rất là đẹp sau khi tiêu diệt được hai thành viên của phía OMG rồi á. Bên phía của WWE rồi á. Họ bắt đầu dồn vào khu vực hang rồng, Neil đang cố gắng che cho những người đồng đội của mình. Con rồng nguyên tố thứ tư sẽ thuần về cho bên phía của OMG. Linh hồn rồng nước chính thức thuộc về bên phía của OMG. Và bây giờ thì rất nhiều cơ sở cho OMG để có thể chiến thắng được ván đấu này, khi mà họ đang sở hữu linh hồn rồng mạnh nhất ở bản đồ thời điểm hiện tại. Bên phía WWE họ chỉ có thể gỡ gạt lại được bằng một cái trụ ở khu vực đường giữa mà thôi. Một và sự gỡ gạt phải nói là rất lỗ dành cho WWE. Rồi, chính xác là như vậy. Khi mà con rồng, linh hồn rồng sẽ tăng tiến rất nhiều sức mạnh, đặc biệt là những vị tướng có tính chất băng bổ vào như con bài Hecarim của AK, rồi Gna của Neil nữa. Đây là những cái con tướng hoàn toàn thể tận dụng cái linh hồn rồng nước này một cách triệt để nhất có thể. Ngưỡng sức mạnh mới bắt đầu được hình thành và chúng ta hãy cùng quay ngược trở lại với Wu Minh với pha chồng sát thương không thể nào tuyệt vời hơn. Và cái pha tấn công tiếp theo cũng tương đối là đẹp mắt nữa. Pha này thì tưởng chừng như họ sẽ dừng lại cái việc mà ép đối phương biểu mẫu, nhưng không, họ đã quay ngược trở lại và tấn công dứt điểm được luôn cả rừng và hỗ trợ đến từ bên phía của WWE. Tôi nghĩ pha này dừng được rồi, nhưng mà quyết định đến từ bên phía OMG là tiếp tục băng bổ vào. Và cái kết quả họ phải trả lại là một mạng trả ngược lại đến từ Wu Ming. Một pha tốc biến và sử dụng cho mình là cái đàm phán rất quyết đoán của Rick. Hiện tại thì Rick đang là người có KDA đẹp nhất ở bên phía WWE thời điểm hiện tại. Và lượng đồ của anh ta cũng có thích hợp để có thể carry ván đấu. Nhưng mà cơ sở để cho anh ta carry là không quá nhiều, khi mà những tình huống đàm phán của anh ta sẽ bị... Ôi khoan, một lần nữa là Baysan bị tấn công. Anh ta cố gắng lùi về, đã bị hoảng sợ và Baysan nằm xuống ngay lập tức. Chiêu cuối của Aki lao thẳng vào Yumon. Yumon không có công cụ chạy và anh ta phải nằm. Một mạng nữa dành cho xạ thủ của OMG. Còn khu vực đường trên thì Missing cộng với Sang không thể tiếp cận được. Vào mới là vào giữ chân Missing, nhưng kết quả thì bên phía OMG sẽ tiến vào con Baron. Và với linh hồn trong nước thì sau tình huống giao tranh vừa rồi, bên phía của OMG họ vẫn sẽ có cái lượng máu đủ đầy mà thôi. Con Baron sẽ thuộc về cho bên phía của OMG. Wow, OMG đang chứng tỏ cái bộ mặt quá khác biệt ở trong cái ván thi đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Tiếp tục là một tình huống mở giao tranh nữa đến từ Cole. Anh ta luôn là ngồi nổ chính. Phía bên kia thì Neil đang chuẩn bị có dạng nào khổng lồ tiếp cận vào Sun. Sun lần này thì không có tốc biến như anh ta đã thoát về được. Chỉ có một người phải nằm xuống cho pha thi đấu đó, đó chính là Missing. Wow, WWE đang thật sự bị ngợp trong trận đấu này khi mà liên tục là những tình huống giao tranh mà OMG là đội chủ động hơn. Và họ khiến cho WWE không kịp trở tay. Con Christina 0-3-0 ở thời điểm hiện tại nhiều khả hơi khó để có tác động vào ván đấu ở giai đoạn về sau, và đặc biệt là thời điểm bên phía OMG có được con Baron như thế này. Christina là một mẫu tướng dọn Baron không quá tốt. Bù lại Baron vẫn là một cái bù lại mà giúp cho bên phía của OMG họ sẽ áp lực mạnh hơn cho cái dàn công trình phía bên ngoài của phía WWE. Rồi, trong tình huống này thì như thế nào đây? Như anh Trí cũng đã chia sẻ thì Tristana này cũng đang tương đối là thọt dành cho đội hình của phía WWE, khiến cho họ mất đi cho mình đó một cái nguồn sát thương. Ngoài ra thì Joey cũng không có nhiều góc lắm để chơi, là coi như là mất đi hai nguồn sát thương trong đội hình của mình rồi. Thì cái nguồn sát thương nó sẽ tập trung ở dàn về sau dành cho Chris. Và hãy cùng xem tình huống này. Tiếp tục là một tình huống mở combat khá là tốt đến từ Cool, khi mà anh ta sử dụng cái tốc biến ma thuật của mình để có thể tiếp cận, cộng kèm với cái lượng sát thương rất là lớn đến từ con bài lấp lăng này của Wuming nữa. Rồi, bây giờ khoảng cách trên là 4 3.000 tiền
3.000 tiền hơn đến từ Bình Phương OG. Baron có trên 5 thành viên, họ đang chủ động triển khai Baron ra hai khu vực, là khu vực đường giữa và khu vực đường dưới. Đường dưới thì Vu Minh là người đẩy một mình, khu vực đường giữa là kéo 4 thành viên ra và hỗ trợ tối đa cho Rick để có thể đẩy đợt đứng Baron này vào. Đường dưới không có người phòng ngự, chắc chắn sẽ có trụ đường dưới cho bên phía của OMG mà thôi. Sớm hay muộn, khi mà một mình lập lăng của Vu Minh đang đứng ở nửa dưới của bản đồ, ở đường dưới của bản đồ. Ngược trở lại thì Rick lần về nhà này của anh ta không biết đủ sức để có thể lên cho mình đấu vô cực kiếm hay chưa nữa, hãy cùng xem. À vẫn chưa, vẫn à đây là đủ rồi, đủ vô cực kiếm là một cái ngưỡng sát thương mà tôi nghĩ rằng hợp lý dành cho trường hợp này đối với con bài găng lăng, và thật sự rất cần thiết khi mà đường giữa cũng như đường xạ thủ của anh ta không thật sự là xanh trong tình huống đánh giao tranh. Bóng ngủ trúng vào người của Khâu nhưng cơ bản thì không có quá nhiều áp lực, Khâu vẫn còn đầy máu. Nêu kích hoạt cái chuyện phản kích lao lên và gây áp lực vào người của Missing. Đường giữa thì lính được đẩy vào và người đảm nhận đẩy lính ở khu vực giữa là Aki. Đường dưới thì 4 thành viên đang đẩy lính đến từ OMG và trụ 3 khu vực bên dưới đã mất. Nhà lính đang bị áp lực và có khả năng cao thì nhà lính khu vực bên dưới cũng sẽ mất theo. Nhưng BC bắt đầu tiến ra, anh ta tiếp cận không được vào người của Eric. Eric bị dính thêm đi kính, anh ta vẫn còn nhiều công cụ để chạy và anh ta vẫn sống. Hai mạng dành cho vị trí xạ thủ bên phía của OMG, nhưng kết quả cuối cùng thì Eric đã phải nằm xuống. Thứ mà WWE đổi lại được là quá nhiều mạng hạ gục đến từ họ và nhiều khả năng bên phía OMG có thể kết thúc bán đấu nha. Và chúng ta có thể cái lượng sát thương thiếu hụt đến từ bên phía của WWE nó quan trọng như thế nào trong tình huống vừa rồi. Thậm chí là quyết anh ta phải cố gắng để có thể tốc biến đối với một con găng lăng tốc biến thẳng vào trong giữa đội hình của phía đối phương với chỉ có một mục đích là tiêu diệt xạ thủ mà thôi. Bởi vì những người đồng đội của anh ta đã không làm được tốt cho cái vai trò bắt chết được Eric. Khoảng trống dành cho Eric là quá nhiều trong tình huống vừa rồi. Một trụ nhà chính đã bị bóc đi và sát thương đến từ bộ ba của phía OMG là không đủ. Họ bắt đầu xây chuyển mục tiêu tấn công vào một mega khu vực đường giữa. Chính xác thì đó là tình huống mà lính đã không đủ tầm để có thể tiếp cận vào cái trụ bảo vệ vị trí thứ hai, nên kết quả trụ vị trí thứ hai nó còn khá là trâu. Baysang tiến ra cố gắng tạo áp lực nhưng mà tốc độ di chuyển của OMG là khá cao và họ có thể lùi về được thành công quá lời. Rồng ngang tuổi, cơ hội đang mở ra dành cho bên phía của WWE. Như đã nói, họ không có sứ giả, họ không có Baron, họ không có linh hồn rồng nước. Thì bây giờ họ phải trông chờ vào con rồng ngàn tuổi này mà thôi. Hãy nhìn vào pha giữ vị trí tốt đến từ Eric, thanh tẩy quay ngược trở lại tấn công vào cả Missing. Trước đó thì anh ta cũng đã dứt điểm được bay sang Quyết, anh ta phải chủ động tốc biến lên để có thể tiếp cận. Nhưng mà sau tình huống mà anh ta dứt điểm được xạ thủ của phía đối phương thì anh ta trở nên quá đơn độc. Các thành viên của phía OMG họ quay ngược trở lại để có thể tấn công vào anh ta. Có bài Zoe của Sun không hiệu quả trong ván thi đấu này. Giai đoạn đi đường của ta thì chỉ có một tình huống solo kill mà thôi, nhưng kể từ tình huống solo kill đó thì anh ta không còn thắng đường ở khu vực đường giữa nữa. Còn ngược trở lại thì Human sơ hở quá nhiều khu vực đường dưới khiến cho anh ta cũng không có lợi thế trong giai đoạn đi đường, và thậm chí là để cho đối phương khai thác được những cái điểm yếu của anh ta. OMG không cần quá vội nhưng họ đã bắt đầu lao vào combo giữa chân Missing. Vẫn còn đang rất từ tốn, họ chỉ cần đợi đợt lính ở hai khu vực đường đẩy vào. Neil đã tiến lên, anh ta bị làm chén lao thẳng vào. Ôi, đẩy 4 người đến từ vị trí của Neil và Eric bắn ở tuyến sau. Hai mạng đã có và mạng thứ ba cũng đã có dành cho bên phía của OMG. Eric bấm đồng hồ, anh ta vẫn đang sống và có được mạng tiếp theo. Double kill, triple kill cho xạ thủ của OMG, kết thúc cho WWE. Một trận đấu thật sự đặc biệt của OMG khi họ đánh bại một đội tuyển đang đứng ở nửa trên của bảng xếp hạng. Nếu như mà bây giờ che tên lại thì tôi tưởng là các thành viên đến từ bên phía team đỏ là bên phía của WWE chứ. Một lối chơi phải nói cực kỳ dứt khoát, một lối chơi mà thể hiện được cái độ kỹ năng của những con tướng đến từ bên phía OMG nó được triển khai một cách rất là mượt mà. Đặc biệt trong tình huống cuối cùng đó, các bạn có thể thấy đó là pha tốc biến đẩy làm choáng được 4 thành viên của bên phía WWE và tạo ra một cái thế quá tốt dành cho Eric để có thể phát hành cái album mới của mình với một cú Warakill không thể nào đẹp mắt hơn và dứt điểm luôn ván thi đấu này. Và đó là tất cả những diễn biến trong trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Thì chúng tôi sẽ quay trở lại khi mà ván đấu thứ hai sẽ được bắt đầu.